Rất vui được đồng hành cùng với quý vị và các bạn trong chương trình Phố Bất Động Sản của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Trước hết hãy cùng chúng tôi điểm những thông tin về thị trường bất động sản trong 24 giờ qua. Khảo sát thực tế tại Hà Nội cho thấy giá cho thuê căn hộ thời gian qua có xu hướng đi lên, đặc biệt ở các quận gần hoặc trong trung tâm. Mức tăng phổ biến khoảng từ 1 đến 2 triệu đồng trên một căn một tháng, tương đương tăng khoảng 10 đến 20% so với hồi đầu năm 2022. Tại thành phố Hồ Chí Minh, kết quả thăm dò của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy trên 70% hợp đồng thuê căn hộ vừa hết hạn trong thời gian gần đây được ký mới với mức tăng bình quân từ 10 đến 20% hoặc hơn. Dữ liệu tại bấtđộngsản.com.vn cũng khẳng định xu hướng này. Nhu cầu thuê chung cư và nhà trọ cũng dẫn dắt thị trường với lượt tìm thuê tăng lần lượt từ 112% và 38%. Nguyên nhân khiến giá nhà cho thuê liên tục leo thang theo các chuyên gia là bởi giá nhà liên tục tăng cao nên đi thuê là giải pháp được nhiều người lựa chọn. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố về việc đăng ký nội dung trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp giữa năm 2023. Đáng chú ý, danh mục các công trình giao thông sẽ trình Hội đồng nhân dân thành phố thông qua chủ trương đầu tư đợt này có cầu Thủ Thiêm 4 nối thành phố Thủ Đức và quận 7 với tổng mức đầu tư là 4.950 tỷ đồng và sẽ được triển khai trong giai đoạn 2024-2027. Cầu Thủ Thiêm 4 được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc giao thông từ khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh về trung tâm, đồng thời giúp cho khu đô thị mới Thủ Thiêm phát triển nhanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố. Mới đây, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có báo cáo về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất lần đầu tại các dự án nhà ở thương mại trên địa bàn. Theo đó, thành phố đã có 335 dự án với tổng số 191.101 căn nhà, gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ, đủ điều kiện cấp sổ hồng. 110.016 căn nhà trong số này đã được cấp sổ hồng. Trong 81.085 căn nhà chưa được cấp sổ hồng, có 8.372 căn đã có thông báo thuế, chờ chủ sở hữu nộp thuế. 19.958 căn nhà đang được thực hiện thủ tục cấp sổ hồng nhưng phải tạm dừng để hoàn thành nghĩa vụ tài chính bổ sung. 10.277 căn hộ thuộc 18 dự án phải tạm dừng thủ tục cấp sổ hồng do thanh tra điều tra. Bên cạnh đó thì 8.918 căn chưa được cấp sổ hồng do vướng quy định về loại hình bất động sản mới. 4.657 căn nhà chưa được cấp sổ hồng vì các vướng mắc nhưng đang xác định là diện tích đất sử dụng chung của chung cư, truy thu tiền, rà soát lại đối tượng mua nhà. Ngoài ra thì có 28.907 căn nhà chưa cấp sổ hồng do chủ đầu tư, người mua nhà chưa nộp hồ sơ. Kính thưa quý vị, vào giai đoạn thị trường bất động sản sôi động, nghề môi giới nhà đất được coi là ngành nghề hấp dẫn, có thu nhập cao và thu hút nhiều người tham gia. Tuy vậy, kể từ quý 3 năm ngoái, thị trường đã rơi vào tình trạng đóng băng, nhiều doanh nghiệp đã bắt buộc phải cắt giảm hàng loạt môi giới. Số ít còn bám trụ với nghề thì cũng lay lắt, thấp thỏm, chờ những tín hiệu phục hồi rõ ràng của thị trường. Khi thị trường sôi động, không ít môi giới bất động sản như Phúc có thu nhập cao, trung bình mỗi tháng cũng vài chục triệu. Tháng nào cao có thể kiếm được hàng trăm triệu. Tuy nhiên, gần một năm nay, thu nhập của hầu hết môi giới giảm đột ngột. Nhiều người trong số đó không còn gắn bó được với nghề. Trong list friend của mình hiện tại thì có khoảng từ 30-40% là các bạn đang chuyển nghề. Hầu như các bạn không theo nổi nghề bất động sản nữa. Các bạn đa phần chuyển qua nghề livestream hay là bán hàng online. Một số người thì chuyển qua bán cà phê hoặc chạy Grab luôn. Một số thì về quê sống với gia đình rồi. Trước đây mình cũng có một số vốn từ những cái căn mình đã bán được thì mình còn có thể mình kéo dài cuộc hoạt động kinh doanh của mình. Theo khảo sát của Hội Môi giới Bất động sản, trong 5 tháng đầu năm có 554 doanh nghiệp bất động sản giải thể, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, số lượng doanh nghiệp bất động sản thành lập mới giảm hơn 61% so với cùng kỳ, chỉ còn 1.744 đơn vị. Số lượng môi giới bất động sản vì vậy cũng sụt giảm mạnh, hiện chỉ còn khoảng 30-40% môi giới còn hoạt động so với thời điểm trước năm 2022. Những người còn bám trụ lại cũng cố gắng xoay sở để chờ thị trường phục hồi. Để mà sống sót được cái thời kỳ này là buộc lòng mình phải là tìm cách là để ứng phó được với cái thời buổi này. Ví dụ như hồi đó mình theo bất động sản nghỉ dưỡng thì những người bạn của mình mà mình đã tìm hiểu thì hầu như là có một số người đã bỏ cuộc rồi. Như mình thì mình vẫn tiếp tục theo nghề và mình sẽ tìm
tìm một bất động sản phù hợp hơn so với nhu cầu bây giờ. Hiện nay thì theo mình đây là thời điểm khó nhất 5 năm. Tức là doanh thu bên sàn giao dịch của mình nó giảm so với thời điểm cùng kỳ là 80%. Lý do cho điều này thì do một khách hàng họ có quá nhiều nỗi lo và nỗi sợ. Sàn giao dịch của mình đã phải có những thách nghi mới. Tức là thay vì bây giờ là mình tập trung hết mảng sơ cấp thì mình chuyển dịch qua hệ thứ cấp, bán những sản phẩm đã hình thành rồi, có pháp lý ổn định và tập trung hơn về mảng cho thuê. Hội môi giới bất động sản dự báo nếu tình hình thị trường bất động sản vẫn tiếp tục diễn biến khó khăn thì có tới 23% doanh nghiệp không thể duy trì hoạt động được tới hết quý 3 của năm 2023 và chỉ còn khoảng 43% doanh nghiệp trụ được đến hết năm nay. Khi doanh nghiệp còn khó thì quá trình thanh lọc môi giới vẫn sẽ còn diễn ra. Thị trường bất động sản đã rơi vào trạng thái trầm lắng từ giữa năm ngoái và kéo dài tới nay. Tuy nhiên, giữa bối cảnh hiện nay vẫn xuất hiện nhiều căn nhà phố tại Hà Nội có giá từ vài chục tỷ tới cả trăm tỷ đồng bất ngờ được rao bán rầm rộ. Đây là căn nhà phố ở Trần Xuân Soạn, Thi Sách, Hai Bà Trưng. Theo thông tin rao bán trên mạng, căn nhà này có diện tích 121m², được xây dựng 9 tầng thang máy, trong đó 1 tầng hầm và 8 tầng nổi đang được môi giới chào bán gấp với mức giá lên tới 33 tỷ đồng. Theo môi giới giao bán tòa nhà này, chủ muốn thu về 79,5 tỷ đồng, có thương lượng thêm. Như vậy, mức giá đang được chào sau giảm 657 triệu đồng một mét vuông. Được biết, tòa nhà đang cho thuê 200 triệu đồng một tháng. Còn tại khu vực mặt phố Lê Trọng Tấn, nằm trên địa bàn quận Thanh Xuân, cũng đăng tải giao bán tòa nhà mặt phố có diện tích 182 m², 8 tầng và có thang máy. Tòa nhà nằm ở vị trí đẹp đắc địa, vỉa hè rộng, ô tô đỗ thoải mái. Theo môi giới này cho biết, chủ của tòa nhà cần bán gấp nên giảm 11 tỷ. Do đó, tòa nhà này có giá cực tốt, chỉ nhỉnh hơn 300 triệu đồng một mét vuông. Chủ muốn thu về 55 tỷ đồng. Một căn nhà phố khác trên phố Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm cũng được môi giới mời chào với mức giá hạ so với trước đó chủ giao bán 18 tỷ đồng. Theo đó, tòa nhà có diện tích 120 m² với 9 tầng, có thang máy, vỉa hè rộng, ô tô đỗ dừng. Tòa nhà này đang được cho thuê với dòng tiền thu về 2,7 tỷ đồng một năm. Hiện chủ đang giao với giá 105 tỷ đồng. Mức giá đã giảm tương đương với 905 triệu đồng một mét vuông. Trên nhiều tuyến phố của Hà Nội như xã Đàn, Ô Chợ Dừa thuộc quận Đống Đa, Trần Đại Nghĩa, Võ Thị Sáu, Thanh Nhàn thuộc quận Hai Bà Trưng, Trần Cung của quận Cầu Giấy được giao bán rầm rộ. Đặc biệt, môi giới đã chào hạ giá tiền tỷ. Theo thông tin từ các môi giới chuyên về phân khúc nhà phố Hà Nội, thời gian gần đây, lượng giao bán nhà phố ngày càng nhiều, mặc dù giao bán nhiều nhưng thanh khoản khá kém. Thực tế cho thấy, giữa lúc thị trường trầm lắng, lãi suất ngân hàng cao, người mua sẽ không lựa chọn xuống tiền vào lúc này. Bởi nhà phố có giá trị cao từ vài chục tỷ đồng đến cả trăm tỷ đồng, nên người mua ít nhiều phải sử dụng đòn bẩy tài chính. Còn về phía chủ nhà, giao bán thời điểm này cũng thường gặp khó về dòng tiền. Có nhiều người cần tiền gấp, cần bán nhanh nên sẵn sàng hạ giá bán. Đến đây bản tin Phố Bất Động Sản ngày 16 tháng 6 xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.